Chiều ngày 15 tháng 8, xã Vinh Trường tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đào đảng bộ lần thứ 12, nhiệm kỳ năm 2020-2025. Ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Tân Trực, quyền quỹ đến dự và chỉ đạo hội nghị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 12, nhiệm kỳ năm 2020-2025 đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Có 9 trên 14 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. 4 trên 14 chỉ tiêu đạt từ 60% trở lên và 1 trên 14 chỉ tiêu đạt 31,58%. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người giai đoạn năm 2020-2023 trên 41 triệu đồng trên người trên năm, đạt tỷ lệ 76% so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Tổng vốn đầu tư xã hội 5 năm trên 31 tỷ đồng đạt tỷ lệ 63,34%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hàng năm giảm từ 1,5% đến 2%. Tỷ lệ đào tạo nghề có việc làm đạt 119,58%. Tỷ lệ tham gia bảo y tế hàng năm đạt trên 100%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện được 5 trên 19 tiêu chí và 32 trên 57 chỉ tiêu. Ngoài ra, các chính sách an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, chất lượng y tế giáo dục tiếp tục nâng lên. Công tác quốc phòng quân sự địa phương luôn được quan tâm chỉ đạo. Tổ chức thực hiện đảm bảo hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được chú trọng. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử gắn với kỷ cương kỷ luật công vụ có sự chuyển biến tích cực trách nhiệm người đứng đầu các quỹ chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội từng bước được nâng cao. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực, quyền quỹ ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị thời gian tới ban chấp hành đảng bộ xã Vĩnh Trường phải chú trọng việc quy hoạch cụ thể các vùng trồng, giải pháp thu chi ngân sách trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý đất công, trật tự xây dựng, thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gia gọi công nhân nhập ngũ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động phòng chống dịch bệnh, quan tâm công tác nâng cao chất lượng giáo dục địa phương, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.